5 địa điểm thích hợp để chụp hình cùng Hanbok Hàn Quốc Cung điện Jiung là nơi thường được sử dụng để dựng bối cảnh trong các bộ phim cổ trang của Hàn Quốc. Dừng chân tại đây, du khách vừa được tham quan kiến trúc cổ của Hàn Quốc vừa có thể khoác lên mình trang phục Hanbok, chụp hình và trải nghiệm cảm giác của một người dân địa phương. Địa chỉ 61 Sajik, Do, Sejongno, Jongno, Gu, Seoul, Ảnh, Bucket List Bells. Đền thờ Gion Jiseon là nơi có kho lưu trữ quốc gia Jonju Sago lưu trữ biên niên sử triều đại Joseon và bảo tàng lưu trữ chân dung các vị vua thời kỳ đó. Đây được coi là nhân chứng sống động một thời kỳ thịnh vượng của Hàn Quốc. Địa chỉ: 44 taejo Jo, Gwansan, Gu, Jeonju, Si, Jeollabuk, Jo, ảnh, KTO, Gion seon Screen. Làng Bukchon Hanok là ngôi làng đại diện cho văn hóa Hàn Quốc. Bạn có thể tham quan những di tích trong làng và trải nghiệm cuộc sống thường nhật ở triều đại Joseon. Địa chỉ: 37 Gidong, Jiu Jongno, Gu, Seoul, Hàn Quốc, ảnh, Booking. Insa là con phố văn hóa truyền thống nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Tại đây, bên cạnh việc chụp hình cùng Han bốc đủ mẫu mã, kiểu dáng khác nhau, bạn còn có thể mua sắm những món đồ thủ công hay các tác phẩm nghệ thuật để làm quà tặng cho người thân. Địa chỉ: 62 Insa Dong, Jiu, Jongno, -do, Gu, Seoul, ảnh, Korea, net. Bạn có thể sống lại những tháng ngày xưa cũ của Hàn Quốc tại làng Nam San-gol, Hanok. Khi đến đây, du khách sẽ được lựa chọn trang phục hanbok và các phụ kiện đi kèm. Sau đó sẽ tham gia trà đạo tại các ngôi nhà truyền thống, phổ biến nhất là tham quan nhà Hanok của gia đình họ Iun, ảnh, KTO. Công ty du lịch Tugo được thành lập từ năm 2015, chuyên tổ chức tour cao cấp tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, hãng hàng không quốc gia, hướng dẫn viên kinh nghiệm, bữa ăn phong phú và cam kết không phụ thu. Các thị trường tour cao cấp được khai thác gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Australia, Mỹ châu âu theo du lịch tugo